Rồi, xin chào đại đình của mình nha. Hôm nay mình lên rừng bắt ong nha cả nhà. Hôm qua mình còn sót một tổ. Hôm qua kiếm không gặp, rồi ong quánh quá mình đi vô luôn. Rồi bữa nay mình ra mình kiếm mình bắt sau. Rồi mình bơi dài ra cả nhà. Bơi dài ra cả nhà. Rồi bơi thẳng ra ngoài luôn. Bờ bên đây nè. Bờ bên đây xa xa mình lội lên. Nhắm chừng khúc nào nằm khúc nào đó nổi lên mình kiếm, giờ mình không xác định nằm ngay chỗ khu vực nào nữa. Tại cái bờ này lúc mình dắt kèo mình đi bơi đường trong không nha, bơi đường kinh nhỏ trong, bây giờ nó khô quá rồi, khô rồi không có bơi xuồng được, bơi đường lớn bên đây rồi mình trội lên bờ. Này hạn nước giật quá thì giật luôn. Mé bên chàm khô gan cả nhà. Giờ có thước nước. Rồi, cả nhà cùng chờ xem mình bắt tôm hôm nay nha. Tối nay cũng khá là bự cả nhà. Gặp ông cả nhà ơi. Tối này rất là bự luôn cả nhà. Đó, bự khủng khiếp thì chứ. Nãy giờ mình kiếm 15 phút mới gặp cái nha. Con bự ghê không? Đóng bít cái đầu kèo luôn. Đóng khỏi đầu kèo lên trên luôn. Ghê không cả nhà? Rồi bây giờ mình chuẩn bị đồ vô bắt luôn cả nhà. Cái nhà xem video cho mình xin một like, một chia sẻ cho kênh ủng hộ mình nha. Rồi, giờ mình chuẩn bị đồ vô mình bắt luôn. Có quá khứ bự luôn cả nhà. Rồi, giờ mình vô luôn cả nhà. Đốt lửa cho mình vô bắt. Khi gom tổ nó có mặt hay cái nhà. Quá khứ mặt rồi. Quá. Ủa bò chấm vôi cái nhà ơi nè. Ngò nắp luôn. Quá đã cái nhà ơi. Con mặt này nè. Chấm vôi chấm tươi luôn. Làm đây một bể nè. Quá đẹp cái nhà. Quá im luôn. Tại nhắn tươi cả nhà. Rồi cả nhà có nhu cầu sử dụng mật ong đó, cả nhà liên hệ mình nha. Mình có để số điện thoại của mình trên góc trái màn hình. Số điện thoại 0945 734 561. Mật quá khứ. Giữa cái con trong đóng vô cây nóng luôn. Quá đã cả nhà. Mà nó tươi luôn.
quá đẹp luôn nha. Rồi, xong cái nha. Nói làm ca bà kêu la này kiếm biết bao lâu mới gặp nó. Ôm loại hút xuồng luôn. Phải hôm qua mình kiếm gặp là mình lấy luôn cả nhà. Qua kiếm không gặp. Lên bơi hút một chút thì mình mở phòng ra mình quay cả nhà xem con mật. Dữ dằn con mật lắm. Nó dày lắm cả nhà. Nó không được dài nhưng mà nó rất là dày luôn. Con mật làm lú ra khỏi nóng kèo. Tràm này nó không được bông nhiều nữa cả nhà. Bông ít xíu à. Tràm Úc mà. Trên đời châu lai nó không có bông. Không có bông gì hết trơn. Đây, để mình quay cả nhà xem. Cận cảnh cục mật này luôn. Cục mật dữ dằn. Đây cả nhà. Mật khủng khiếp của mật coi. Con này trên 2 lít đây cả nhà. Quá ngon luôn. Mật đỏ tươi. Con rớt đây quá trời luôn. Nó chém voi cả nhà. Ô con mật này. Mật dày thấy ghê luôn. Rồi, giờ anh bơi vô nha. Bơi đường này vô nữa, nãy bơi đường này ra nữa. Cũng còn mớt kèo này đó nha, mình chưa có đi thăm nữa. Đường trong nó khô quá, mình không có bơi thăm được. Bơi đường lớn này thì nó dễ bơi nhưng mà mắc leo lên bờ đó nha. Xa xa mà leo lên mệt lắm. Trời nắng nữa. Rồi, mình xin kết thúc video cả nhà. Cả nhà xem video cho mình xin một like, một chia sẻ. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, bye bye cả nhà. Hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo.